Nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vũ Duy Auto. Bên em hôm nay lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2016. Một chiếc xe biển số Hà Nội 29D50648 là một dòng xe cực kỳ khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe van đấy các bác nhé. Một chiếc xe van 2 chỗ ngồi, rất thích hợp với bác nào mà hay chở đồ rồi các cái đi nhà phân phối, đi trong thành phố thì thực sự là tuyệt vời. Với cái giá chỉ có 175 triệu đồng. Với bác nào đến xem xe thì em sẽ giảm giá kịch sàn cho các bác. Thì đã có ngay được một chiếc Chevrolet Spark bản LS số sàn 5 cấp, đăng ký 2 chỗ ngồi, với khoang đồ rộng rãi, hành lý đằng sau cực kỳ là tiện lợi, sử dụng rất là dễ dàng. Và với cái dòng xe này thì nó rất được ưa chuộng trên thị trường Hàn Quốc. Vâng. Và tại Việt Nam thì chiếc xe này được sản xuất và lắp ráp tại Hà Nội luôn nữa các bác nhé. Vâng, dòng xe chất lượng Việt, thương hiệu Hàn Quốc nên là độ chất của xe thì các bác cứ yên tâm là không hề lỗi lầm gì cả. Một chiếc xe sơn zin của xe gần như là toàn bộ xe luôn. 95% là sơn zin. Lốp láp thì 4 quả lốp 2018 nha các bác nhé. Và kính zin toàn bộ xe. Tí nữa thì em sẽ cùng quý vị các bạn đi từng chi tiết từng phần một để quý vị cùng em đánh giá về chất của chiếc xe này. Bây giờ thì cùng nhìn ngoại quan xung quanh để xem là bác nào yêu thích cái dòng này, yêu thích cái loại xe 2 chỗ ngồi mà nhỏ nhắn xinh xắn thế này, thì đây là cơ hội cho các bác, cơ hội sở hữu một chiếc Spark Van 2016 đời cao mà giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Vâng, nhiều bác hỏi em là xong báo giá luôn. Đấy, em báo giá rồi đấy, 175 triệu đồng. Và chắc chắn các bác đến xem xe em sẽ giảm cho các bác để các bác thực sự yên tâm. Đấy, dòng xe này sử dụng máy xăng 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rất là ấn tượng luôn các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở 5 lít rưỡi trên 100 cây thôi. Và cam kết cho các bác là xe cực kỳ bền bỉ, chất lượng và không bao giờ biết hỏng vặt giữa đường. Đấy, một chiếc xe đăng ký chính chủ biển 29D50648 này, được bác nào Sài Gòn Hà Nội sang tên thoải mái luôn. Sơn zin của xe thì cũng còn tương đối khá, nhưng mà sau quả em quay video này chắc sơn zin nó giảm xuống 5% nữa, vì là bên kia thấy có một vết trầy xước khá to, to bằng mấy ngón tay luôn. Thế nên chắc chắn là phải sơn rồi cho các bác rồi. Đấy thì lúc đấy là sơn zin nó không còn nữa rồi. Còn bây giờ thì em và quý vị các bạn sẽ cùng đánh giá về các cái chi tiết của xe nhé. Đầu tiên là phần biển số, các bác nhìn biển số này, rất là nét, rõ ràng, không hề có một vết tích gì là trầy xước biến dạng cả. Đấy, là khẳng định luôn là không hề đâm đụng nha các bác nhá. Vâng, tiếp theo là các bác nhìn logo này, cản trước này, cân đối hài hòa, nắp cabo nổi gân rõ ràng. Đấy, đây là một khẳng định minh chứng là một chiếc xe xịn sò, một chiếc xe đẹp, không lỗi lầm. Đấy, cam kết cho quý vị các bạn không đâm đụng nhá, không đâm đụng và không tai nạn ngập nước, cam kết cho các bác luôn. Máy số còn zin nữa, tí nữa sẽ đi đến phần máy số thì các bác biết. Thế còn phần cản trước đây thì các bác nhìn này. Đấy, cản trước sơn xi đồng đều, không một vết trầy xước này. Cam kết cho quý vị các bạn là đẹp lét căng. Và đây cũng là sơn zin luôn. Cản trước lại là sơn zin ạ. Vâng, con này thì sử dụng bóng halogen, bầu đèn đẹp lét căng, mới được có 5 năm thôi. Thế nhưng mà bầu đèn rất là mới, sáng trong. Đấy, xe thì thưa quý vị các bạn đăng ký một chủ luôn đấy các bác nhá, nên các bác yên tâm. Phần đèn dưới thì do là cái dòng này nó là dòng xe đi trong gọi là sử dụng đi chở đồ chở đạc là chính, xe van mà. Thế nên là xe này nó không tích hợp cái đèn gầm này. Đấy, thế nên là đèn gầm đây là đèn gầm giả nhưng mà nó vẫn còn rất nét. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Đèn gầm giả đẹp nét căng luôn. Bên này thì có một vết trầy xước như lúc nãy em nói đó, to bằng hai ngón tay. Thế nhưng mà khi mà tỉa sơn vào đây thì các bác yên tâm là toàn bộ chỗ sơn này sẽ phải sơn cả một cái mảng to như thế này luôn. Thế nên tỷ lệ sơn nó sẽ giảm xuống. Đấy, sơn zin sẽ giảm xuống, nhưng mà chắc chắn là sẽ đồng màu với các bên luôn cho các bác. Vì nói sao là nói chung là cái việc trầy xước này là chuyện quá bình thường rồi các bác ạ. Vâng, bác nào am hiểu về xe thì cũng không cần phải trình bày nhiều. Thế còn lốp của chiếc xe thì con này thì sử dụng vành la răng 5 chấu, rất là to bản, hầm hố hình ngôi sao, béo. Vâng, lốp thì đều sử dụng 4 quả lốp xylon nhá, lốp 155, 70, vành 14.
và đều là 2018, một phát thay 4 quả luôn, và cam kết các bác dày bình bịch luôn. Lốp 2018 nhưng mà rất dày. Đấy, các bác nhìn rãnh lốp này, rất là dày luôn. Cua lốp thì sạch sẽ. Vâng, quả này thì cũng vừa được rửa rồi. Nên các bác yên tâm là xe đẹp luôn. Vâng, đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Cua lốp rất sạch luôn, mới được sử dụng được sát 5 năm thôi. Nhưng mà về chất của xe thì rất là ngon. Ta cứ đi xem phần lốp đã. Tí nữa sẽ đến cái phần chi tiết xung quanh. Đấy, lốp xoay lưng nhá. Lốp bên sau tài, sau phụ đây cũng thế ạ. Vâng. Đấy, các bác nhìn la răng rất đẹp luôn. La răng dày dặn, chắc chắc. Đấy, lốp lạp dày. Khỏe khoắn. Phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tăng chống đằng sau. Dòng xe van là một chiếc xe cũng khá là hiếm về độ đẹp của nó. Vâng, lốp này. Đây các bác nhìn này. Rãnh lốp dày như này em. Dày bịch như này em. Đấy, lốp lạp rất dày. Lốp xay luôn. Đấy, lốp 155/70 vành 14 nha các bác nhá. La răng đẹp luôn. Đấy. Em quay hôm nay em lại quay luôn 4 quả lốp luôn. Sau đó em mới quay đến chi tiết của xe. Vì con này tương đối khá là đẹp. Vâng, hôm qua em cũng học bác 360 xe. Em chơi quả là cứ làm tí chi tiết một thôi, không cần phải trình bày nhiều. Nói chung là các bác nhìn cùng em đánh giá luôn về các cái phần chi tiết. Các bác đến phần nào các bác có phần đó luôn. Đấy, la răng này rất là nét. Phanh đĩa này sáng láng nét căng. Cái này nhìn mắt thường vẫn tốt hơn. Vâng, sơn si thì đồng đều. Và đây là sơn zin các bác nhá. Sơn zin này, cản trước sơn zin luôn. Đấy. Tiếp theo là ta đi nhìn đến phần kính. Con này thì sử dụng kính Kia Carb của GM. Đây các bác này, 2016 nhá, kính zin. Kính zin trên toàn bộ cả xe luôn. 2016 này. Đấy, các bác nhìn này, các bác cũng có thể đánh giá luôn được các cái con xe khác. Đấy, đây cách nhìn kính này. 2016. Và nhà sản xuất người ta đưa kính cho cả một lô luôn. Thế là nếu mà nó có thay đổi thì các bác nhìn thấy ngay. Đấy, 2016 này. Đấy, các bác nhìn số nhá. À, rất rõ ràng. 16 to đúng người. Đấy. À, em giải thích luôn là cái phần đằng sau này tại sao nó có cái nan ngang này. Mà hầu như con nào cũng có nhá các bác nhá. Cái nan ngang này chính là các cái đường dây may so nhiệt. Nó gọi là dây nhiệt. Để gọi là ví dụ như những cái nước mà lạnh, xứ lạnh mùa đông đấy. Thì cái này chính là cái sấy kính ở đằng sau đấy. Vâng. Chứ không phải là các cái đường kẻ đâu nhá. Lắm bác thì nhìn cứ lạ lạ, nhưng các bác tưởng là chi tiết trang trí hay không. Con nào cũng thế đấy. Vâng. Thế còn đây các bác nhìn này. Đấy, 2016 này. Đây. Đấy, 2016 này. Đấy, đây cũng thế nhá. Chứng tỏ là một chiếc xe zin toàn bộ cả kính rồi. Cửa thì nhìn về lớp sơn thì các bác có thể đánh giá luôn là lớp sơn là lớp sơn zin. Nên cam kết cho bác là không đâm đụng rồi. Tay gương chiếu hậu của xe thì khá là to. Bản hầm hố, dễ dàng quan sát sử dụng. Cửa thì mở rất là chắc chắn luôn. Đấy, cái tiếng đóng cửa cũng rất chắc. Tuy nhiên là các cái dòng xe này sang bên Việt Nam thì cái tôn vỏ nó sẽ được giảm bớt xuống một chút. Vâng, tôn con này thì sẽ được giảm xuống tầm 0.7 ly. Đấy, thế nên là về độ chất thì nó không thể bằng các cái xe hàng nhập được. Nhưng mà giá thành thì nó đã giảm xuống. Vâng, xe rẻ thì nó đương nhiên nó phải rẻ rồi. Các cái gioăng cao su thì vẫn còn rất là nét. Chưa hề có một chút gì tháo mở và chưa hề có thay thế gì cả. Gioăng cao su nét căng luôn. Ốc ác này các bác nhìn này, ốc đều luôn, đẹp luôn. Đấy, các cái con ốc của nó vẫn còn zin luôn đấy các bác. Tappy thì nhựa của xe thì nguyên sần. Nhựa xe nguyên sần luôn. Đấy. Và các cái phần phím bấm kính này hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả cửa kính của xe, các cái chức năng cửa kính hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Các bác biết tại sao nó lại có hai cái rằng ngang ở đây và bên kia không? Đây chính là hai cái rằng của đặc trưng của xe van. Thế mà nhiều chiếc xe là bị tháo ra, chứ còn đúng nguyên bản của xe van là sẽ phải có hai cái rằng ở đây. Đấy, cái đấy là chắc chắn rõ ràng luôn nhá. Xe thì được sản xuất tại Jiramoto Việt Nam. Đấy. Nó ghi rõ này, ô tô tải van này. Đấy, spark van 1.2, máy 1.2 đấy ạ, 2016. Ghế nỉ nguyên bản luôn, ghế nỉ zin nguyên bản luôn này. Đấy, rất là đẹp, ghế nỉ chi tiết rất là đẹp. Riêng cái dòng này em kết bộ ghế nỉ nó sáng láng sạch sẽ và đẹp. Đấy, ngồi các bác nhìn này. Ghế nỉ vẫn còn rất là đẹp, không hề có bóng, không hề có gì. Rồi. Vừa nãy cô cuộc gọi là tự dưng bị mất ấy luôn. Thế chưa đấy. Rồi, tiếp tục. Keo chỉ này các bác nhìn này.
keo chỉ của cánh sau này đẹp luôn, keo chỉ zin đấy nhá các bác nhá, zin luôn, taxi sạch sẽ. Vâng, taxi sạch sẽ. Con này thì chắc chắn là không có taxi dịch vụ gì đâu, chỉ có chở đồ chở đạc là chính. Con này trước chủ cũ thì cũng chỉ loanh quanh chở điện thoại thôi các bác ạ, nên là xe rất là sạch. Bác ấy chở điện thoại để đi buôn. Đấy, mua con này về chỉ có đi buôn điện thoại với buôn mỹ phẩm Hàn Quốc thôi. Đấy, nên là cái khoảng không gian của Spark Van này nó rất là rộng. Đấy, toàn bộ hàng ghế sau được bố trí này chở đồ lên rất rộng rãi luôn. Đây là phần sàn cứng luôn các bác nhá. Và đặc biệt con này thì có một bộ âm thanh bộ loa Subwoofer đấy các bác nhìn này. Đấy. Loa Subwoofer rất là đẹp luôn, upline. Đấy. Sạch sẽ đẹp đẽ, không gian thì rộng rãi và sạch luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Đó cái phần đằng sau ạ. Vâng. Sơn xi đồng đều, cam kết cho bác không lỗi lầm. Loa âm thanh GTO. Quán này thì chủ cũ là cũng là một người thích nhạc nhẽo, thế nên là bác cái độ cũng khá là nhiều âm thanh, đặc biệt là bộ loa Subwoofer mấy triệu. Đây, thế còn đèn này, các bác nhìn này, đèn bóng cong căng luôn. Bóng đèn căng đét đẹp luôn. Đấy. Sơn zin này, sơn này. Các bác nhìn sơn rất là đều và đẹp luôn. Đấy, cản sau sơn cân đối hài hòa. Đấy, lốp thì rất dày, phải nói là lốp quá dày luôn. Camera lùi này. Đấy, rất là hiện đại và tiện lợi luôn. Logo Chevrolet. Đấy. Mở cửa ra nào. Đấy, đầu tiên là các bác nhìn các cái phần ốc này nhá. Đây ốc zin này, chưa tháo mở một chút nào, cam kết cho các bác không đâm sau này. Đấy. Cốp này, đèn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đẹp luôn. Đấy, các cái đinh hàn này, led căng sáng láng và sơn đều là sơn nét luôn. Đấy, sơn rất là đều, cân đối. Một chiếc xe thật là chất, vâng, với cái giá vô cùng tuyệt vời. Thưa quý vị các bạn, chỉ có 175 triệu đồng thôi, nhưng mà đến cửa hàng của em sẽ còn giảm tiếp vì là quý vị các bạn đã mất công đến cửa hàng rồi. Thế còn đâu về độ chất của xe thì cam kết chứ quý vị không hề lỗi lầm gì luôn, đặc biệt là không gian chở đồ rất là rộng rãi. Vâng, đây là một dòng xe nhỏ nhắn xinh xắn, luồn lách trong nội đô thì quá là tuyệt vời. Vâng, và đi đường trường thì nó rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, với mức tiêu thụ nhiên liệu 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 cây. Không tin mời các bác đến xem thử. Máy 1.2 thì rất là khỏe. Đấy, tapi, kính điện này lên xuống hết. Và các cái thành răng zin của xe nhá, keo chỉ này, rất thích hợp cho bác nào chạy xe van. Đấy, cực kỳ thích hợp luôn cho bác chạy xe van. Tại sao? Vì là cái con này chạy nó rất là tiết kiệm, khỏe, chắc, giá nó lại mềm. Vâng, cho các bác đi mua Moling với cái tầm giá như thế này thì các bác cũng chỉ mua được Moling 14 thôi. Nhưng mà lại cũng chỉ vậy vậy thôi, cũng chạy cũng không vào. Nói chung là không được chất như con này đâu. Vâng. Đấy, các bác nhìn này, bản lề này, rất là đẹp luôn. Nội thất ghế này, sáng láng sạch sẽ. Ghế da, ghế nỉ này. Ghế nỉ đẹp này. Cái lốt này là cái lốt mà người ta bọc cái áo ghế, thế sau người ta ngồi đây thì là nó bị tạo ra thôi chứ không có gì. Hộp đồ, túi khí này, có cả túi khí luôn nữa các bác nhé. Túi khí cho người lái, người ngồi bên cạnh. Táp lô này thì cực kỳ sạch sẽ rồi. Táp lô xem xét tiêu thụ của mình, rất ít sử dụng cái hàng ghế bên cạnh luôn. Đấy. Về độ chất của con xe này thì phải nói như xe mới rồi. Kính chỉnh điện này, đây là kính chỉnh điện đây các bác nhé, rất là thiện lợi, tiện lợi luôn, kính chỉnh điện. Không gian nội thất bên trong thì cũng khá là rộng. Và đây các bác nhìn màn hình đồng hồ hiển thị nói gọi là form siêu nhân, thì cái màn hình hiển thị nó cũng sport một chút. Đấy, đồng hồ order là 7.8 nha các bác nhé, 7.8 trong vòng 4 năm. Và vô lăng thì các bác nhìn là túi khí này, logo này. Đấy, còi rất là to. Tay vô lăng thì vẫn còn nhựa, vẫn còn rất là đẹp. Đấy, sần chiếc các thứ vẫn còn rất rõ ràng. Đấy, điều hòa điều chỉnh cơ. Và màn hình hiển thị Android kết hợp rất nhiều chức năng tích hợp đấy. Màn hình độ chế, cái này là màn hình chế thêm nha các bác nhá. Nhưng mà nhạc nhẽo đầy đủ. Và số lùi, số liếc các thứ là có camera lùi. Đấy, ví dụ như thế này. Đó, camera lùi. Gạt mưa, gạt kính thì rất nhiều chế độ. Nước kính thì phun tơi. Đấy, trần nỉ sạch sẽ.
chân nỉ cực kỳ sạch sẽ luôn được các bạn ạ. Và chân nỉ sạch sẽ đấy. Đó, che nắng này, sẽ kiểm tra che nắng này. Đấy. Đấy. Đấy, nhạc lên đấy, bass chét đầy đủ. Thôi em ấy hơi ghét nhạc một chút vì căn bản nó liên quan bản quyền YouTube. Thôi, được rồi, đây nổ nào. Đấy, đây phát lên ngay. Tua 600. Quá là thấp. Và đồng hồ hiển thị rất nhiều chức năng. Đấy, order các thứ đầy đủ. Em chả mấy cái này nó hiển thị thế thôi. Đấy, đồng hồ vòng tua này, công tơ mét và mức gọi là khoảng bao nhiêu nữa thì đổ xăng. Đấy. Ta đi khoang động cơ. Cái này thì mở bằng đây nha các bác nhá. Khoang động cơ của chiếc xe thì con này sử dụng máy 1.2, máy của Chevrolet GM. Thế nên là động cơ nó sẽ sử dụng công nghệ động cơ S-Tech 2 16 van. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là động cơ S-Tech 2 16 van của Chevrolet. Con xe máy chạy rất là êm chất luôn, chắc luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, máy số chạy cực kỳ êm mượt. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, máy rất chất. Và đây các bác nhìn này, các cái dấu của nó còn nguyên, dấu còn nguyên nhá. Máy số chạy cực mượt và chất. À, máy số còn nguyên. Đấy. Ốc còn zin, ốc zin này. Các bác nhìn ốc zin này. Ốc zin, zin cả xe luôn. Chưa tháo mở, cam kết các bác không đâm đụng, không ngập nước nhá. Aqui GS. À, các cái phần sườn ốp này. Đèn này, tai đèn rất là. Máy số của xe thì rất là êm và chất luôn các bác nhá. Nên các bác thực sự lên yên tâm. Đấy, các cái phần đầu của xe vẫn còn rất là nét. Và những cái này tai của nó còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, cân đối hài hòa, không lỗi lầm. Đấy, và cabo này. Đấy, các bác nhìn keo chỉ cabo này. Keo chỉ cabo cũng rất là đồ cân đối luôn. Đấy. Và nỉ của xe thì rất là sạch. Đấy. Rồi, bây giờ ta đi đến gầm bệ. Con này thì máy thì không cần phải nghĩ rồi, cam kết cho các bác. Đấy, gầm bệ này, sạch sẽ luôn, khô ráo luôn. Gầm bệ rất khô và sạch. Đấy, các bác nhìn nước ở đây các bác biết không? Đấy, nước điều hòa đấy. Vâng, xe để một tí nước điều hòa chảy ra đây luôn. Gầm này, đấy, sạch sẽ luôn này. Gầm xe rất sạch. Sang là đó. Rồi, và bây giờ thì sau khi đi một vòng nữa thì ta sẽ cùng lái chiếc xe này để trải nghiệm chiếc xe nhé các bác nhé. Một chiếc Chevrolet Spark 2016, máy 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít rưỡi trên 100 cây thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với cái giá chỉ bằng khoảng 2 con SH1. Vâng, đã có ngay chiếc xe này rồi. Rồi, ta sẽ cùng vào và đi chiếc xe này. Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng đi trước xe Chevrolet Spark này để cùng cảm nhận về độ chất của xe. Đầu tiên là cảm nhận của em là vào trong xe thì rất là êm, vì con này rất là chắc chắn luôn. Tôn vỏ cũng khá là dày, gầm bệ chắc. Rồi, số vì là số sàn ta sẽ đạp. Côn số con này thì rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá, không lỗi lầm luôn. Côn số thì rất nhẹ nhàng. Đấy, máy số lên rất là mượt mà luôn. Đấy, xe thì con này tiết kiệm nhiên liệu này. Máy số thì nhỏ. Đấy. Thế còn form của xe thì cũng khá là đẹp và chất xe thì cũng không có gì phải nghĩ. Và đây là một dòng xe tải van nên là cái máy xăng 1.2 thì nó cũng rất là tốt, vừa phải, không cao quá để tránh cái trường hợp là đi lại nó tốn kém xăng. Và đây thì em sẽ đóng cửa kính lại để cho quý vị các bạn cùng cảm nhận cái không gian bên trong khi mà đi không có gió một chút nào. Đấy, các bác nghe tiếng rất là êm. Và em nhả tay lái ra thì vô lăng không hề có nhao lái một chút nào cả. Đấy. Xe rất chắc chắn. Đấy, và các bác nhìn đây, đứng giữa đường luôn. Đấy, hai em đứng giữa đường luôn. Đấy. Xe thì rất chắc và đi tay nắm cầm chắc chắn, không hề có hiện tượng rung. Máy số rất là êm luôn. Và với một chiếc xe số sàn thì đây cũng là một mẫu xe tốt. Đấy, qua những con đường rất là to, thế nhưng mà không nghe có tiếng kịch cục gì cả.
tốc độ xe thì cũng khá là tuyệt. Con này khả năng tăng tốc cũng khá là cao. Và bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng tăng tốc một đoạn đường ngay đây thôi. Mình cứ đúng đoạn là mình tăng tốc thôi. Đây, ví dụ như đoạn này chẳng hạn, em sẽ tăng tốc cho quý vị cùng xem. Đấy. Cái loại này thì cứ phải số là mình lên số, nhưng mà vừa nãy là số 4 rồi. Đấy quý vị, không hề lỗi lầm mình luôn. Đấy. Lên rất là cao. Đấy. Anh chạm hình như là có một cái kính đóng không hết. Đấy. Đúng rồi, đã đóng xong. Đấy. Con này thì cũng tương đối là ngon, không có ồn nhất gì cả. Đấy. Cua rất là chắc chắn xe. Máy số chạy mượt êm. Và dòng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn. Xe thì mới lăn bánh được 7.8 thôi các bạn, 7.8 zin luôn. Đấy. Đồng hồ hiển thị rất rõ ràng, báo mức độ xăng rồi mức độ nhiên liệu các thứ đầy đủ luôn. Táp lô sạch sẽ, nói chung là gần như là xe mới rồi, chỉ thiếu cái bọc ni lông thôi. Xe đi tương đối là giữ gìn đấy. Vâng. Và với cái giá tiền 175 triệu đồng, thì bác nào yêu chiếc xe này alo ngay cho em Buji Auto qua số điện thoại Buji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi và chia sẻ kênh giúp Buji Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Chúc các bác chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời. Và nhớ đừng quên là ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của Buji Auto để cho mọi người có được những chiếc xe tuyệt vời nhất. Xin chào, tạm biệt. Buji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.